Theo cái quan điểm của thế gian, một người xuất gia, từ bỏ gia đình, xa lìa cha mẹ, xa lìa anh chị em, xa lìa thân bằng quyến thuộc để vào chùa, cạo tóc xuất gia, làm đệ tử của Đức Phật, cạo đi mái tóc xanh, khoác lên mình mảnh áo nâu sòng để dấn thân đi trên con đường học đạo và hành đạo. Họ cho rằng người xuất gia không gần gũi cha mẹ, không sớm thăm tới hỏi, không có ấp lạnh hoặc nồng, cũng không có cơm dân nước rót, không nuôi, không phụng dưỡng, không chăm sóc khi cha mẹ già yếu hoặc bệnh đau. Đó là bất hiếu. Thầy xin thưa, nếu như một người không xuất gia mà không quan tâm, không chăm sóc, không hiếu thảo, không phụng dưỡng với cha mẹ thì bất hiếu. Còn người xuất gia thì khác, khác ở cái chỗ là người xuất gia là đệ tử của Phật, đã thay tên đổi họ, cạo tóc ly gia, đi xuất gia từ nay lấy chúng sinh làm cha mẹ, tức là tất cả mọi người. Nam á, mình xem là cha, tất cả mọi người nữ mình xem là mẹ, chứ không riêng một cha, một mẹ nào cả. Bởi vì xuất gia là cắt ái, là không còn vướng bận vào chuyện tình cảm. Nếu như chúng ta còn nặng lòng quá, không cắt ái được, thì chúng ta không thể nào vững lòng tu tập được. Người xuất gia tuy không gần gũi bên cạnh cha mẹ để sớm thăm tới hỏi, để cơm dân nước rót, hoặc là phụng dưỡng chăm sóc cha mẹ khi già yếu bệnh đau, nhưng người xuất gia lấy hạnh nguyện học đạo, hành đạo, giáo hóa chúng sinh, hướng dẫn chúng sinh từ cái con đường mê muội để trở thành con người tỉnh thức, từ cái việc xấu ác trở thành việc lương thiện, từ một con người có tương lai tâm tối trở thành một con người có đời sống thiện lành. Thưa với các vị, người xuất gia đang tạo được cái phước lành, tạo được cái công đức rất là lớn, và đem cái công đức đó hồi hướng cho cả pháp giới chúng sinh, và trong pháp giới chúng sinh đó có cha mẹ của người xuất gia. Như vậy thì âm thầm đi vào cuộc đời, hành đạo độ sanh cũng là cách để trả ơn cho cha mẹ. Đó là mình nói xa, bây giờ nói gần. Trong cái hiếu, theo quan điểm của nhà Phật, thì có tiểu hiếu và đại hiếu. Tiểu hiếu là người gần gũi, phụng dưỡng cha mẹ, cơm dân nước rót, phụng dưỡng, nuôi nấng cha mẹ khi cha mẹ già yếu bệnh đau, hoặc là những cái vật cha mẹ cần thì cung cấp đầy đủ. Nên thưa, không làm cha mẹ buồn lòng, đó gọi là tiểu hiếu. Đại hiếu tức là người hướng dẫn được cha mẹ biết trở về quy y Tam Bảo, biết hướng dẫn cha mẹ từ bỏ việc ác, từ bỏ việc làm tiêu cực, lời nói tiêu cực, suy nghĩ tiêu cực, để sống với lời nói thiện lành, để sống với những việc làm tạo nên phước báo, sống với những tâm niệm thiện lành, và giúp cha mẹ hiểu được giáo lý của Đức Phật, để cha mẹ thực hiện, thực hành và thực tập theo giáo lý giác ngộ giải thoát, để trong đời sống cha mẹ được an lạc, cha mẹ không tạo thêm những nghiệp chướng nặng nề, để khi cha mẹ quá vãng, cha mẹ được tái sanh về cảnh giới an lành, và trong tương lai sớm ngày gặp được Tam Bảo để tu tập, để giác ngộ giải thoát. Đó là đại hiếu. Và Đức Phật cùng với chư thánh đệ tử ngày xưa, tất cả các ngài đi ngang giữa dòng đời, không gần gũi cha mẹ, không bên cạnh cha mẹ để chăm sóc, nhưng các ngài tự mãn nguyện vì thấy rằng mình đã trả được cái hiếu đối với cha mẹ. Đức Phật đã từng nói, đối với cái ân đức của vua Tịnh Phạn, đối với cái ân đức của Hoàng hậu Maya, Như Lai đã trả một cách trọn vẹn. Vì Đức Phật đã dùng Phật Pháp để giáo hóa vua cha, để cho vua cha thức tỉnh, tu tập và chứng đắc được thánh quả. Đức Phật đã lên cung trời để thuyết pháp cho Hoàng hậu Maya, để Hoàng hậu Maya nương vào Phật Pháp mà tu tập cũng chứng được thánh quả. Như vậy thì giúp cho cha mẹ chấm dứt tử sinh, giúp cho cha mẹ không còn luân hồi trong lục đạo, giúp cho cha mẹ biết trở về
với tâm thanh tịnh biết trở về với giác ngộ giải thoát. Đó là cách trả hiếu, mà trả hiếu một cách trọn vẹn. Vì vậy Đức Phật gọi đó là đại hiếu. Như vậy, người xuất gia tuy không thực hiện được việc làm trả cái tiểu hiếu, nhưng người xuất gia có thể thực hiện cái việc trả đại hiếu cho cha mẹ bằng cách dùng Phật Pháp để giáo hóa cha mẹ, cho cha mẹ biết quay về với Tam Bảo, biết tu tập theo chánh pháp. Như vậy thì người xuất gia không hề bất hiếu, mà trái lại người xuất gia là người đại hiếu giữa cuộc đời. Thầy mong tất cả các vị, những người Phật tử hoặc không phải Phật tử, nghe câu trả lời này, mong các vị có cái nhìn cảm thông hơn đối với người xuất gia. Hãy thương người xuất gia nhiều hơn là trách hờn người xuất gia. Xin chân thành cảm ơn các vị.